Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác chuyên đi mua bán hàng rong. Hôm nay em giới thiệu một cái đầu thẻ nhớ, một bộ loa chuyên đi bán sắt vụn, đi mua sắt vụn nhá. Đây là âm ly video do bên em tự chế này, chạy bằng bình ắc quy 12V. Âm ly là do bên em tự chế, chạy bình ắc quy 12V nhá. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Đây là loa 10W này. Đấy, thế này, như thế này là một bộ này. Đấy, đầu này, loa này và thẻ nhớ này. Thẻ nhớ có tinh dao sẵn luôn nhá. Đây là thẻ nhớ có tinh dao sẵn luôn các bác nhá. Các bác đi bán hàng gì thì alo bên em sẽ làm tinh dao sẵn luôn cho các bác nhá. Đấy, đây là thẻ nhớ cắm vào đây nhá. Đây em cắm thẻ nhớ vào đây nhá. Đầu tiên các bác đấu loa này, thì cái này là loa này, hai cái jack này là loa này, hai cái này là bình ắc quy này, cộng là dương bình ắc quy này, trừ âm bình ắc quy này. Bây giờ em đấu mà âm dương bình ắc quy nha, âm loa trước nha. Đấy, đây là loa này. Đấy, loa này. Bây giờ đây là dương bình ắc quy này, đấu cộng bình ắc quy các bác nha. Cộng mà đấu cộng bình ắc quy này. Đấy, âm bình ắc quy này là dấu trừ này. Tắt công tắc đi nha, đâu hoàn chỉnh nhau mới bật. Đấy các bác thấy chưa. Đấy, bây giờ em bật này. Đấy, có điện vào nha. Play by TF card. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện của hỏng bán nào. Motor, củ đề, củ phát, ổn áp, ly hoa, máy hàn, máy phát điện của hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào. Công tơ quạt cháy máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng mâm đồng bán nào. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện của hỏng bán nào. Motor, củ đề, củ phát, ổn áp, ly hoa, máy phát điện củ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào. Công tơ quạt cháy máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng mâm đồng bán nào. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện củ hỏng bán nào. Motor, củ đề, củ phát, ổn áp, ly hoa, máy hàn, máy phát điện củ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào. Công tơ quạt cháy máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng mâm đồng bán nào. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện củ hỏng bán nào. Motor, củ đề, củ phát, ổn áp, ly hoa, máy hàn, máy phát điện củ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào. Công tơ quạt cháy máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng mâm đồng bán nào. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện củ hỏng bán nào. Motor, củ đề, củ phát, ổn áp, ly hoa, máy hàn, máy phát điện củ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào. Công tơ quạt cháy máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng mâm đồng bán nào. TV mỏng, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Vậy ok nha. Các bác nào có nhu cầu đi mua bán hàng rong mà cần đính loa, hãy liên hệ đến số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em sẽ chít hàng cho các bác trên toàn quốc. Một bộ loa này, âm ly là do bên em tự chế, bảo hành các bác nhé. Bảo hành các bác 2 tháng nhé. Đây là loa 10W nhé. Bên em có hai mẫu loa, một loa 10W và loa 15W. Các bác đi xe máy thì cũng nên lấy loa nhỏ thì nó gọn hơn. Còn đi ô tô thì các bác lấy loa 15. Loa 15 của nó công suất nó vẫn lớn hơn và nó giống như là loa đi bán vôi vôi
Đấy, cho nên là anh em nào có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em. Các bác có thể kiểm tra hàng hoặc cửa hàng trước khi các bác thanh toán. Cái này nếu anh em nào có nhu cầu mua thâu âm sẵn thì bên em thâu sẵn luôn cho các bác nhé. Đấy, đây là cái này có sẵn thẻ nhớ các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em ship hàng cho các bác trên toàn quốc.